Chào mọi người, hôm nay mình đã chia sẻ thêm một món chay ngon được làm từ nấm đùi gà. Món này ăn với mì khô, bánh mì, bún, cơm, kèm dưa leo, các loại rau sống đều ngon. Nấm thì dai giòn, có vị ngọt tự nhiên từ nấm. Đặc biệt thì phần sốt nó ngon, vừa ăn đậm đà, đơn giản, dễ làm và lạ miệng. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có nấm đùi gà. Mình sử dụng cây hơi to và mình dùng là 5 cây nấm đùi gà với dài cộng ngò gí. Còn về phần gia vị thì mình sử dụng 70g sốt xá xíu chay và 1 thìa canh nước tương. Bên đây là hò hồi với quế, lá quế khô mình để vô thêm cho phần nấm được thơm. 1 thìa canh ớt bột, 1 thìa canh đường với tương ớt. Nấm đùi gà thì mình gọt chỗ nào đen không ngon á. Và khi chọn mua nấm làm món chay này á, thì mình chọn những cây nấm cho hơi to để khi làm phần nấm được dai giòn ngon á. Và mình sẽ ngâm nấm với nước muối là 10 phút. Khi ngâm xong á, thì mình sẽ rửa lại nhiều lần với nước sạch rồi để gáo cái phần nấm. Còn đây là phần nấm thì mình rửa sạch để gáo rồi, thì mình dùng cái nĩa mình sẽ xăm vào cái phần cây nấm, xăm cho đều như vậy để khi để gia vị ớt mau được thấm. Rồi khi xăm đều xong rồi mình sẽ để gia vị vô để ớt trước, thì mình để cái phần xót xá xíu vô và nước tương. Rồi mình sẽ trộn đều để cho phần gia vị thấm đều vào trong cây nấm đùi gà. Và mình sẽ ớp là 15 phút. Ớp trước như vậy thì cái phần nấm khi nấu mau được thấm và lại ngon. Trong thời gian mình đi ớp phần nấm thì mình sẽ đi rang cái phần hò hồi với quế, rang cho thơm. Mình sử dụng thêm cái phần quế với hò hồi á, thì phần nấm với nước sốt sẽ thơm và ngon. Khi thơm thì mình sẽ để nước tương vô và phần sốt còn lại vô. Mình cũng thêm vô đây cái tương ớt. Đường với ớt bột. Và nước lọc. Mình sẽ khuấy đều cho phần gia vị tan đều. Rồi mình sẽ nấu phần sốt này cho sôi lên. Và phần sốt này sôi lên á, mình để nấm đùi gà vô để mình nấu. Thì mình sẽ nấu cho phần nấm chín và phần sốt thì kẹo lại. Mình để nắp lại để cho phần nấm mau được chín. Và mình nấu nãy giờ thì giờ cái phần sốt nó cũng sôi lên á, thì mình trở bề qua lại cái phần nấm để cho gia vị thấm đều vào trong cây nấm á. Thì hồi nãy mình cũng có xăm đều cái cây nấm rồi nên giờ cái phần gia vị cũng rất là dễ thấm vô cây nấm nha các bạn. Phần nấm mình xăm đều vô như vậy á, thì khi mình ăn cái cây nấm á, thì gia vị á sẽ thấm từ trong ra ngoài nha. Giờ mình cũng thường xuyên mình chở bề qua lại như vậy nè để cho phần gia vị thấm đều. Thì giờ phần sốt cũng kẹo lại
và phần nấm cũng chuyển sang màu đẹp nha các bạn. Giờ mình nấu thêm tí nè. Phần nấm đùi gà thì mình nấu giờ gì được rồi, gia vị cũng rất thấm đều vào cây nấm á. Giờ mình sẽ đem phần nấm này ra ngoài. Và mình chuẩn bị bột dưa leo, tại cái món nấm này mình ăn cùng với dưa leo á sẽ rất ngon. Rồi mình sẽ đem cái phần nấm ra dĩa cho các bạn xem nha. Mình sẽ cắt ra những miếng dừa ăn á. Nấm khi cắt ra thì rất giòn, dai và rất thấm vị. Và mình chan cái phần sốt vô trong cái phần nấm. Phần sốt này á, thì rất vừa ăn, hơi ngọt ngọt mặn mặn, có vị cay nhẹ của tương ớt và ớt bột. Và món xá xíu chay từ nấm thì mình cũng vừa làm xong á. Món này thì mình ăn cùng với bánh mì, kèm với dưa leo và các loại rau sống đều rất ngon nha các bạn. Thử ăn cùng với bún với cơm á, vừa ngon lạ miệng đơn giản. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.